Rồi bây giờ cuối cùng chỉ là cơn ngủ của mình ha, mai tiếp tục mình vào quay chụp Bodhisattva phường 7 thành phố Sóc Trăng. Bữa nay tiếp tục thợ làm nữa ha. Cái này mình ấy đấy, mình lên lên công ba chừng nào mình lên đấy, bữa nay luôn hả? Chưa gọi lên đầu tiếp mới lên công. À. Lên lái đầu rồi mới lên không? À. Đây lên đầu. Bữa nay lên đầu. Mũi. Bữa nay lên đầu mũi xong mới lên lên công ba. Bữa nay thở. Lên đầu lái xong ha. Rồi mới lên nhắn ba. Ghe rất đẹp luôn. Bodhisattva phường 7 thành phố Sóc Trăng. Tôi sắp. Ngon này bữa nay lên
lên lái lên đầu ha, mũi ha, lên mũi lên lên mũi lên đáy lái sau luôn ha. Rồi đây xong mới xong mới lên không ba hai ba không ba không ba đi uống nước ổng hết chai ông đóng nữ của Lao Dung nữa đi. Vì sao mua nữa tao này cạch luôn ấy đấy à tao này cạch liền luôn à về nhà luôn. Ủa gì luôn hả gì liên quan trong đấy rồi đi luôn hả ồ anh cạch màu mưa ngọt hả anh bữa nay lên đầu mai lên đầu ghe mai lên đầu mai mới lên đầu ghe ghe đầu ghe mũi ghe là thấy xong rồi chết chai nữa là sơn rồi đó mai không có vô công hả không có vô công lên đầu luôn rồi chết chai cũng được rồi. Sư phụ đụng mà xì rồi xì mũ à xì mũ rồi
Ừ. Thôi đâu chắc chắc cay luôn mà. Cái này là không có. Năm nay chơi đã vậy luôn. Chơi độc lại. Không đụng hàng với ai luôn. Ê, Oppo đâu? Oppo ở nhà. Ngồi lấy máy đó, ủi mặt con Thắng chúng ta còn bén không? Thắng mặt dày lắm hả? Ừ, mặt dày lắm. À, bà Vương nói đi tới sân kè là con Thắng chạy trốn mà đâu dám ra mặt. Đòi hoài không trả thấy thợ ta đứng chỗ người ta bào không cái thợ này đi vòng 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 chống mặt chết học chưa tới đóng đinh nó cũng ra khói hết rồi. Lấy dụ cũng như bào ra mặt cây gì ông biết thợ mà là ông mới làm mà tới lên tới tới nóc là biết ai không, anh thấy bà Vương không đụng mới làm tới xì mỡ luôn thấy không xì mũ luôn không. Không có lên nghe này mới lên đầu lên lái không là đụng mới chét chai rồi cha có lên công gì đâu nãy hỏi ní rồi nên là chắc lên đầu lên lái không là chét chai là mất luôn rồi chứ không có lên công này rồi phải làm công nhẹ dễ sửa